Honda là hãng sản xuất xe hơi lớn thứ 6 trên thế giới và lớn thứ hai tại thị Nhật Bản chỉ sau Toyota. Các mẫu xe của thương hiệu này luôn được đông đảo khách hàng yêu thích và những ưu điểm hết sức là vượt trội, với giải sản phẩm đa dạng phân bổ nhiều phân khúc khác nhau. Nói về Honda ô tô Việt Nam cũng đang được nhiều khách hàng quan tâm. Để có sự lựa chọn tốt hơn về giá cả, chúng ta cùng điểm qua một chút và những mẫu xe có mặt ở tại thị trường trong nước. Dòng xe Honda Rio với 3 phiên bản Honda Rio G, Honda Rio AS, Honda Rio AS 2 màu, lần lượt có giá bán là 418 triệu đồng Việt Nam. Honda Rio AS giá bán dao động từ 448 cho đến 450 triệu đồng Việt Nam. Honda Rio AS 2 màu có giá dao động từ 452 cho đến 454 triệu đồng Việt Nam. Mẫu xe hạng A Honda Rio có ngoại hình trẻ trung, năng động, cùng với khả năng vận hành ổn định, bền bỉ. Xe chỉ được trang bị đèn halogen, ghế ngồi bọc nỉ và cũng khá là linh hoạt ở tại thị trường trong nước với đặc thù là đường xá chật hẹp. Động cơ trên Rio đó là máy xăng 1.2 SOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van công nghệ iVTEC cộng với DBW đạt tiêu chuẩn khí thải đạt Euro 4 với dung tích xi lanh là 199 cc. Moment xoắn tối đa là 110 Newton. Kết hợp với hộp số tự động CVT, tốc độ tối đa của xe đạt là 180 km/h với mức tiêu thụ nhiên liệu trong 100 km tổ hợp đường nội đô cũng như là ngoại đô dao động từ 5,4 cho đến 5,9 lít. Kế đến đó là Honda Jazz. Với 3 phiên bản Honda Cha 1.5i với giá được rao bán là 544 triệu đồng Việt Nam, Honda Cha 1.5G với giá bán là 594 triệu đồng Việt Nam, Honda Cha 1.5AS với giá bán là 619 triệu đồng Việt Nam. Đây là đối thủ của Toyota Yaris, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan cùng với hàng loạt ưu điểm như là kích thước nhỏ gọn, dễ xoay chuyển quang nội thất linh hoạt và tích hợp nhiều công nghệ hấp dẫn. Bên cạnh đó, thì ngoại hình của chiếc hatchback khá là bắt mắt, nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng nữ giới với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Honda ra phân phối tại thị trường trong nước đều được trang bị động cơ 1.5 i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, tương tự như người anh em Honda City, công suất là 118 mã lực tại 6.600 vòng trên một phút và mô men xoắn cực đại là 145 Newton tại 4.600 vòng trên một phút. Đi kèm với hộp số tự động vô cấp CVT cùng chế độ lái tiết kiệm Econ. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố từ Honda đó là 5,6 lít trong 100 km. Kế đến đó là dòng xe Honda City với hai dòng Honda City 1.5 CVT với giá bán là 559 triệu đồng Việt Nam. Honda City 1.5 TLP với giá bán là 599 triệu đồng Việt Nam. Honda City được đánh giá là mẫu xe sedan có ngoại hình khá là bắt mắt so với các mẫu xe cùng phân khúc như là Toyota Vios, Hyundai Sen. Với giá bán khá là phù hợp với trang bị, thiết kế thể thao, cảm giác lái tốt và trang bị an toàn đầy đủ đi cùng với sự bền bỉ vượt trội, giúp cho xe có tỷ lệ mất giá rất là thấp sau một thời gian sử dụng. Honda City trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng với dung tích là 1.497 cc, ứng dụng công nghệ i-VTEC đi cùng hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất cực đại là 118 mã lực tại 6.600 vòng trên một phút và mô-men xoắn tối đa là 145 Nm ở 4.600 vòng trên một phút. Đi kèm với hệ dẫn động cầu trước, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 6 lít cho 100 km với đường hỗn hợp trong và ngoài đô thị. Thương hiệu kế đến cũng là của Honda, đó là Honda Civic. Với 3 phiên bản, Civic E là 729 triệu đồng Việt Nam, Honda Civic G là 789 triệu đồng Việt Nam và Honda Civic AS là 929 triệu đồng Việt Nam. Dòng xe sedan cỡ C được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối tại thị trường trong nước, mặc dù sự bám đổi về mặt doanh số của hai ông lớn trong phân khúc sedan hạng C, đó là Kia Cerato và Mazda 3 rất là khốc liệt nhưng Honda Civic thu hút được một lượng lớn khách hàng trẻ nhờ có thiết kế ngoại thất thể thao. Lịch lãm phù hợp với thị hiếu của phần lớn khách hàng cũng như là nhiều trang bị tiện nghi và an toàn được đánh giá cao. Honda Civic có hai tùy chọn bao gồm 1.8 SOAC 4 xi lanh và 1.5 DOAC 4 xi lanh. Hai động cơ này có thể tạo ra công suất tối đa là 139 đến 170 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 174 220 Newton đi cùng hộp số vô cấp CVT quen thuộc sẽ có 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Mẫu xe thứ 5 của Honda đó là Honda Accord với hai phiên bản Honda Accord đen ánh ghi bạc với giá bán là 1 tỷ 319 triệu đồng Việt Nam, Honda Accord trắng ngọc với giá bán là 1 tỷ 329 triệu đồng Việt Nam. Honda Accord đó là mẫu xe sedan hạng đi cạnh tranh với các đối thủ như là Toyota Camry, Mazda 6 hay là Kia Optima. Mẫu xe này lần đầu tiên được Honda giới thiệu vào năm 1976, trải qua 9 thế hệ đã có gần 20 triệu chiếc Accord lăn bánh trên toàn thế giới. Con số này khiến đại diện tới từ Nhật Bản góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại đầy danh giá. Ở tại thị trường trong nước thì xe được yêu thích bởi ngoại hình nam tính, lịch lãm đi cùng với khả năng vận hành bền bỉ cũng như là ổn định. Thế hệ mới của Honda Coromant ở tại thị trường trong nước, là cuối năm 2019, xe trang bị khối động cơ 2.4 DOHC Ivytec 4, IV 4 xi-lanh thẳng hàng 16 van, ứng dụng công nghệ e Technology tân tiến. Cỗ máy này có công suất cực đại là 175 HP tại 6.200 vòng trên một phút và mô-men xoắn cực đại là 225 Newton tại 4.000 vòng trên một phút. Kết hợp với hộp số tự động 5 cấp giúp chiếc sedan vận hành ưu việt trên mọi cung đường với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình rơi vào khoảng 8 lít trong 100 km đường kết hợp. Tuy nhiên vì giá bán khá là cao nên doanh số của dòng xe này có phần ý ạch hơn so với các đối thủ khác. Mặc dù là Accord và Camry cùng đứng chung một phân khúc tuy nhiên đối tượng khách hàng của hai dòng xe này khác nhau. Trong đó Accord luôn là lựa chọn hàng đầu của những khách Việt yêu thích thương hiệu Honda, đề cao cảm giác lái và thường xuyên ngồi sau vô lăng thay vì hàng ghế ông chủ như là Camry. Mẫu xe thứ 6 cũng khá là bắt mắt đó là Honda HRV với hai phiên bản Honda HRV 1.8G với giá bán là 786 triệu đồng Việt Nam. Honda HRV 1.8L với giá bán là 866 triệu cho đến 871 triệu đồng Việt Nam. Đây là mẫu xe SUV đô thị lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản vào năm 2014 và nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất của Honda. Và cho đến thời điểm hiện tại thì xe đã có doanh số cộng dồn lên tới hơn 2 triệu chiếc. Một con số rất ấn tượng đã đe dọa đối thủ cùng phân khúc với nó. Trở vì là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách trẻ trung thời thượng và sự linh hoạt. Tiện dụng của một mẫu xe đô thị tùy giá bán hơi cao nhưng xe vẫn có tệp khách hàng riêng và ổn định. Xe được trang bị khối động cơ 1.8L, IVtech cho công suất tối đa 141 mã lực tại 6.500 vòng trên một phút và mô men xoắn cực đa là 172 Newton tại 4.300 vòng phút. Sức mạnh của xe được kết hợp với hộp số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Train Technology và hệ dẫn động cầu trước cho khả năng vận hành êm ái mượt mà nhưng vẫn có sự phấn khích cần thiết. Mẫu xe thứ 7 mang thương hiệu Honda đó là Honda CRV với 3 phiên bản CRV 1.5i, CRV 1.5g, CRV 1.5m lần lượt giá bán là 983 triệu đồng, 1 tỷ 023 triệu đồng Việt Nam, 1 tỷ 093 triệu đồng Việt Nam. Dòng xe Rossover hạng trung tầm giá 1 tỷ đồng của Honda CV có 1 năm 2019 khá là thành công ở doanh số. Ở thế hệ mới, CV có nhiều thay đổi về ngoại hình, bỏ dáng vẻ lưng gù để kết hợp với thị hiếu của khách hàng hơn. Bên cạnh đó là sự ổn định và bền bị tuyệt đối trong quá trình vận hành. Trang bị trên xe đầy đủ hiện đại và xe có 4 lựa chọn màu sơn ngoại thất khác nhau. CV trang bị khối động cơ tăng áp VTEC dung tích là 1.5 kết hợp cùng hộp số CVT xây dựng từ nền tảng công nghệ Airstream. Công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng trên phút, ấn tượng nhất trong phân khúc. Mô men sắn cực đại là 240N ở 2.000 cho đến 5.000 vòng trên một phút. Với cố máy trên thì xe có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 200 km h cùng khả năng đạt vận tốc 100 km h trong thời gian 8,3 giây. Những hình ảnh ròn rỉ của Toyota Fortuner 2021 cho thấy rằng thiết kế phần đầu xe thể thao và cá tính hơn so với thế hệ trước. Đèn pha được thiết kế lại sắc nét hơn, lưới tản nhiệt mỏng và được mở rộng hơn. Trong khi đó, các khe hút gió được đặt thấp, cản trước mới mạnh mẽ và thể thao hơn. Dải đèn LED ban ngày phong cách mới có phần giống với Lexus, hốc đèn sương mù hai bên được thu hẹp hốc hút gió trung tâm rộng hơn với thiết kế hình đa giác lưới tản nhiệt thể thao hơn bớt đi những thanh chrome ở đời cũ ở trên nắp capo có đường gân dập nổi rõ ràng mui xe gương chiếu hậu cùng các cột ABC được phủ màu đen thanh gắn giá nóc có màu bạc tương phản điểm đặc biệt mâm xe thiết kế dạng năm chấu mới hai tông màu khác lạ so với đời cũ bậc cửa có màu đen trong khi tay nắm cửa đồng màu với ngoại thất. Anten về cá mập, ở phía sau xe có cánh gió liền gắn mui, cản sau được bổ sung thêm đường viền màu đen. Nội thất của Toyota Fortuner 2021 dự kiến có cách phối màu mới và thêm các chi tiết trang trí. Hệ thống thông tin giải trí mới nhưng sẽ khác nhau tùy theo từng thị trường và bổ sung các công nghệ hiện đại. Fortuner mới được kỳ vọng sẽ có các tính năng như là màn hình hiển thị Head-Up, Hệ thống camera 360 độ, cụm công cụ kỹ thuật số và các tính năng kết nối phổ biến hiện là đã rất phổ biến trên các mẫu SUV nhỏ và rẻ hơn. Theo một số nguồn tin thì Toyota Fortuner 2021 cũng sẽ được tinh chỉnh cả động cơ. Theo nó thì xe vẫn sử dụng khối động cơ diesel 2.8 1GD-FTV nhưng cho công suất đầu ra mạnh mẽ hơn. Động cơ này có sẵn với hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp như trên bản hiện hành. Ở tại thị trường Việt Nam thì Toyota Fortuner có giá niêm yết là 1 tỷ 033 triệu đồng cho đến 1 tỷ 054 triệu đồng Việt Nam với 3 tùy chọn động cơ 2GD FTV 2.4, 2TR FE 2.7 và 1GD FTV 2.8 đi kèm hộp số tự động hoặc là số sàn. Đối thủ cạnh tranh với Ford Everest Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu MU-X, Nissan Terra, Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8